hướng tới kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015, ngày 22 tháng 4 tại huyện Phú Bình, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử. Hơn 100 ảnh tư liệu, 50 tư liệu hiện vật và gần 100 tấm pano tuyên truyền được trưng bày giới thiệu tại triển lãm. Đây là những tư liệu do Bộ Thông tin Truyền thông cung cấp, là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm được trưng bày theo 5 phần gồm các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, sưu tập bản đồ và atlas khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một số tư liệu thành văn viết bằng chữ Hán, chữ Pháp và chữ Quốc ngữ có những thông tin liên quan đến hai quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về đời sống sinh hoạt của chiến sĩ và nhân dân trên hai quần đảo, trưng bày một số hình ảnh về Thái Nguyên với biển đảo quê hương. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2015.